Dạ anh xin chào, chào cô. Đúng rồi, đúng rồi. Chú chỉ hiền tí. Đâu chị sắp sao đâu chị ba phải đưa lại đây rồi. Cái này là mình sắp lên vô bên cám. Vô bên phòng. Sắp phòng, còn đây là sắp chỉ như vậy béo rồi. Đúng rồi. Vậy là bao nhiêu một miếng chị bảy? Hỏi chị ba chủ, chị ba chủ. Nhân tâm. Tâm bánh là có 30 ngàn. Tâm bánh có 30 ngàn. Vậy là một miếng, vậy là khoảng 200 đồng hả? Vậy là có chưa tới 200 đồng nữa. Có 3 ngàn. 300 đồng miếng chứ. 300 đồng miếng. Đầy một miếng này hả? Miếng này cũng phòng này là 2 ngàn một miếng. Cổ chị là 2 ngàn. Kính chào đại gia đình đã trở lại kênh Thủy Hương Dừa. Hôm nay vợ chồng Thủy đi qua thăm chị Tư chị Bảy, được chị Dung anh Nghiệp cho chị Tư chị Bảy 4 triệu với chị Úc ở bên Úc cho hai chị được 200 đô Úc nữa. Thủy mời ông bà cô chú anh chị cùng đồng hành với vợ chồng Thủy đi qua thăm chị Tư chị Bảy nha. Dạ cũng mến chào ông bà cô chú anh chị. Chị Bảy rồi, chị Tư nói là chị Bảy đang sắc chuối, sắc chuối ở nhà cô gì mình cũng không biết cô thứ mấy nữa. Thì cũng mời ông bà cô chú cùng vô để coi chị Tư chị Bảy sắc chuối như thế nào nha. Dạ anh xin chào, chào cô. Đúng rồi, lâu quá rồi. Chú chỉ hiền tí. Đâu chị sắp sao đâu chị ba phải đưa lại đây rồi. Cái này là mình sắp lên vô bên cám. Vô bên phòng. Đó phòng, còn đây là sắp chỉ như vậy béo rồi. Đúng rồi. Vậy là bao nhiêu một miếng chị bảy? Hỏi chị ba chủ, chị ba chủ. Nhân tâm. Tâm bánh là có 30 ngàn. Tâm bánh có 30 ngàn. Vậy là một miếng, vậy là khoảng 200 đồng hả? Vậy là có chưa tới 200 đồng nữa. Có 3 ngàn. 300 đồng miếng chứ. 300 đồng miếng. Đầy một miếng này hả? Miếng này cũng phòng này là 2 ngàn một miếng. Cổ chị là 2 ngàn. Rồi sáng giờ chị làm được bao nhiêu miếng rồi chị Bảy? Sáng chị làm được chục dĩ này nè Thủy. Một miếng là sao? Một dĩ 6 miếng. 6 miếng này nè. 6 được 6 bánh gì nè. Sáng giờ được có 10 mấy ngàn à? Có 15 ngàn hả? À. Rồi giờ là 2 giờ chiều rồi á. 2 giờ chiều giờ tới 5 miếng hả? 5 dĩ nữa hả? Rồi chị ba là được nhiêu? Ba được nhiêu chị ba sáng giờ? Dạ chị ba mới 10 dĩ nha. Dạ hả? Ừ. Coi lại kỹ rồi đây. Biết hết thấy đường nữa. Bật đèn lên chị ơi. Thôi. Chị Bảy. Anh Nghiệp chị Dung gửi tiền cho chị rồi mà cho chị mua cái điện thoại. Mà giờ cứ tiệm điện thoại đây đóng cửa, giờ em tính đi một cái bắt em mua.
Bây giờ chị muốn mua loại nào, mua bằng phím số bự ha. Giờ em mua cho chị cái số bự á. Rồi mua cho chị. Giờ mua cái nào rồi xài đấy hay sao? Mua nào xài đấy thì chị vừa hơn không? Điện thoại chị không gần nữa chứ. Ừ. Vậy giờ đi mua về hôm gì ngang em hú chị cái tới nhà ha. Ừ. Dạ, dạ. Nhà chị đi chị tới đi. Dạ. Ê, con cũng chào cô và con chào anh chào chị Lan nha. Dạ, em đi mua chào tỷ Hiền. Chúc dạ, chuyện ghé. Cảm ơn. Dạ, dạ, ừ. Dạ, dạ. Con đi Đà Nẵng, em đi Đà Nẵng chút giờ con ghé. Ừ. Dạ, dạ. Dạ, mà cô chú anh chị cái hướng mình đang gọi đây là đi lên mỏ Cày Bắc. Dạ, còn đi ngược về đây là mình về hướng mỏ Cày Nam. Nhà chị Tư chị Bảy mở hướng mỏ Cày Nam. Vô mua điện thoại cho chị Tư chị Bảy nha. Thì mình cũng mới đi tới thôi. Giờ mình vô mình nữa. Rồi, chào em. Anh muốn mua cái điện thoại em. Chị có đang ở cái mẫu này chưa? À có, mua cho người lớn lớn tuổi xài cái cái loại Nokia đi mà hả, cái nào mà chữ to á. Dạ. Em được không? Này Nokia nè hả? Cái đỏ hả, cái đen, tại vì thấy cái đỏ thì nó dễ còn nhìn rõ hơn nè. Rồi, thấy cái đỏ đi, này giá nhiêu? Cái đỏ. Cái đỏ. Cái đỏ là giá nhiêu? 60 ngàn hả? 660 ngàn. À. Dạ, này có phiên mã gì không anh? Dạ không, cái đỏ thì không có phiên mã. Cái này dành cái này mình hả? Lấy thì lấy cái đó này. Tại nói chung là cũng có tham khảo sơ sơ rồi. Sim. Ờ, sim. Ở em bán cho anh cái sim Viettel ấy. Tại thì bên em đang cái giấy phép mà. Có cái sim chị Bảy chỉ còn không? Hai thì mình về lấy. Về lấy cái sim của chị Bảy á. Anh về lấy sim nhà nó. Sim thấp nhất là 200 với 220 cái gói điện thoại và cái sim hiện còn, tại vì còn chỉ còn dập lại được. Sim đó. Mình xài được 2 sim nha. 2 sim hả? Thì nhớ luôn. Ừ. Em cái tạm lại gắn một bên trước các bạn ha. Còn sim về nhầm gắn nha nha. Sim này là sẽ bự luôn khỏi khác. Thẻ nhớ là thôi giờ mua chỉ cái sim đi, tại chỉ hai sim mà khi sim nhà nó tục tặc nó không chạy mua nữa không ta. Nhưng mà bên em thì tạm thời giống như kinh doanh sim bên em bị quá, chỉ kinh doanh được sim Vina. Ờ vậy hả? Vina là nhiêu? Vina 400 mét rồi. Vina là 200 mét. 200, thấp nhất là 200. Thôi đi về nhà coi, nếu mà xài không được thì mình nói chỉ mua không được. Rồi thanh toán tiền đâu em? Thanh toán tiền cũng vậy, không ra nha, xíu em tạo được ngày xong em kiếm thanh toán. Rồi. Bảo hành 5 năm á. Trong tháng đầu nó có bị trục trặc kỹ thuật, em đổi mình cái máy mới. À, trong tháng đầu. Qua tháng thứ hai em sẽ gửi anh hẹn bảo hành cho mình. Qua 12 tháng nha. Bảo hành 10 tháng. 12 tháng. Đúng rồi. Mỗi hàng bảo hành 12 tháng mà trong vòng 1 tháng hư đổi cái mới. Đúng rồi. Thấy rõ hơn cái máy cũ chị bị hư á. Máy cũ chỉ nhỏ xíu nên đó là loại máy gì đó. Cũng Nokia mà cái đoạn nhỏ nữa. Nhỏ xíu xíu à. Đó tôi để vô trưng bày. Giờ để lên được đúng không? Đúng rồi. Rồi để em xin cái số điện thoại của mình để em tạo số bảo hành cho mình. Rồi để em đọc số của anh luôn, bảo hành luôn chứ giờ số chị gì không nhớ. Thì cho số điện thoại của Hiền bảo hành cho máy của chị luôn chứ để có gì được đặt thì bảo hành luôn. Dạ. Em qua bệnh viện tóc của mình nha chị. Đấy, anh quên rồi đấy, thôi có gì anh nhắn cho. Mấy em cần kêu bếp lại. À, rồi ghét chị. Cái gì là? Cái gì?
Xuân Lai. Dạ. 680 đồng. Đây nè. Rồi anh cảm ơn nha. Dạ. À dạ. Dạ anh cảm ơn. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Thôi dần đi á. Dạ. Đây là chợ Mỏ Cày Bắc. Đây hướng này là hướng trở về nhà chị Tư chị Bảy. Bên trong mình về á gặp chị Tư chị Bảy cũng nói chị về trong nhà mà giờ cũng đã về qua lộ là tới nhà. Đấy nó ngày có 15 ngàn hả? 15 ngàn à. Sáng giờ có một chục dĩ nhưng chị Tư. Ừ, từ chân mở cửa. Đây, đây em mở cửa chân. Ừ, đây vô. Trời. Cái đá giờ kìa ngon chừng mấy. Cháu quá à. Nó đem đâu mũi với kia, nó đem gì à. Nó vậy nó kêu gì nó. Cái gì chị Tư? À, con dưa nè. Dạ hả? Con dưa nè, cháu nó đem đồ. Tập đoàn nó thiệt. Cho chị á hả? Cho. Không biết ai bỏ mình lộ sợ gầu cung. Đó dạ. Với ma má nuôi đó đó. Thì má nuôi nó chặt cây dừa. Nó chuốt có đem vậy á, gì là chuốt lại. Chị chặt dừa hả chị Tư? Ừ, chặt dừa. Dừa nhà ha chị. Dừa nhà có em chặt cho. Ờ vậy rồi chặt cái sao. Rồi chị ở nhà chị vuốt con dừa hả? Ở nhà chị vuốt con dừa. Ở đây em chặt cho chị. Để cái mình cười nha. Ôi ngồi đi, đi ngồi đây. Để lấy cái dao không. Ôi giời. Này ai gốc hả chị? Nhỏ cháu á. Nhỏ cháu gốc hả cháu. Nhỏ cháu nó có mũi chi tuốt kia nó đem về chị á. Chị tập đoàn á thấy. Cười hơi hơi được đi. Để có hồi cưới ra. Chị đồ cầm. Anh mình lên tỉnh thôi chị á. Gốc như nó ôm về, về anh cho cô Tư á. Cô Tư, cô Tư. Chị Tư không gầy bệnh chuyện sao chị Tư? Bệnh chị thôi đủ cái chứng bệnh kìa chị nha. Đây nó tiêm chị nó bác sĩ giờ tiêm tôi nó mệt chị nó bác sĩ. Mà giờ nó cái bao tử giờ nãy giờ nội soi nó coi chúng dám chứ quá nội soi không được đâu. Vậy là chị mới khám lại hả? Mới khám lại bữa thứ sáu này nè. Nay làm sáu rồi nay là thứ tư nè. Vậy là nói đây hả? Bốn bữa. Chị qua bên Đức hay sao? Chị qua bên Đức, chị kêu cho nó ôm chở chị qua bãi. Vậy chị bãi nói sao? Chị nhóm chị. Chị giờ tự nhiên nó đau ba xương, giờ thở được, chạy xe đạp vợ nó đau. Chị cũng phải nói chị gán, chị đi sắc chuối em ơi. Ngày có 15 ngàn gán, chị tính giờ đi lên sắp tụng quá, bên Sài Gòn. Mà ta nói giờ phải kiếm 3 triệu đi mới được. 3 triệu. Không ăn cơm ăn nước, chị lên tỉnh, chị sợ xỉu dọc đường. Chị ăn no rồi chị đi xe bán hải được. Ở trên đó người ta có tính bảo hiểm cho mình không? Có biết ở đâu Tiền Giang có chứ Bến Tre có tính bảo hiểm, người ta biểu đem bảo hiểm đi đại đi. Người ta có tính không?
Nói gì chị đâu có bệnh gì kỳ, hôm qua uống thuốc 3 ngày rồi sao nó hết đau ngày chỗ này nè. Nó lói mà làm cho con gì nó chỉa cho tao. Ừ, xương sườn mấy bên đây nè. Đè không đau mà sao nó lói tao, nó lói ra. Bình thường không có sưng, không có đỏ, không có gì đâu. Đau tâm cực khổ rồi. Chị hỏi chị đâu có bị đường, có bệnh của chị nửa đêm với chị nè. Nó thở ra làm như ai lói hang gần chết, gắng nằm. Ngáp tao gắng nằm ghi thở nè mẹ. Con ham phù hộ con mẹ đi. Con gì con đau con nhức quá mẹ. Đêm nó làm gì đó. Con mệt gì chị cũng chiếu quay hằng đêm á. Ngày cũng chịu tới chị ngồi vậy á. Từ đo loãng xương mới từng thứ sáu nè. Mới đo loãng xương 100 ngàn hay nhiêu chị tôi. Rồi có bị loãng xương không? Đo 100 ngàn bị loãng xương. Bác sĩ nó loãng xương. Dạ. Rồi mấy bác sĩ mấy hồi mấy coi coi toa mấy cứ thiết nghiệm lại là loãng xương. Thì hồi chẳng là mua nhiều thuốc nhiều. Mới mua chữa đó. Thì ba. Đây cô chú anh chị nào coi cái hiệu dùng hiện ấy sao chị Tư chị Bảy nói mua ở Bến Tre này không có, mà Sài Gòn là không có chỗ mua mới có. Gửi mua tầng thân luôn á. Tao hỏi có tiền không? Này là chữa non tị gì lỗ xương hay sao tị thiếu máu tim thì đủ thứ tầm tầm hơn tầng ta nói vậy. Nhiều chứng bệnh lắm. Mà ta nên uống cỡ 30 hộp mới tết. Mua hộp giao kệ thì mình tới đâu hay tới đó nhờ. Nhờ anh chị nhờ giúp đỡ dịch kỹ với Hiền, nhờ giúp đỡ mấy ở nước ngoài, nhờ cái mấy cô mấy anh cô mấy chú gì nhờ giúp đỡ, nhờ cái mấy ơn chị lắm thì đâu có ơn. Đây là cái thuốc hôm qua thuốc hôm sáu bữa sáu đi khám hả chị? Bữa sáu đi khám thì có mấy tay tôi ghi người ta cho được bao nhiêu ngày? Hai tuần cái nào viên thuốc nào là mà bị loãng xương hả chị? Anh tên loãng xương chưa có mua, bác sĩ nãy giờ không có ai rồi loãng xương 30 ngàn được chưa? Để chia đấy ghi chừng nào gạnh vô tỉnh tây có vẻ xuống tiệm thuốc tây nè, hỏi đem cái toa của mình bác sĩ á. Dạ. Hỏi giờ cái nơi thuốc liễm cho lỏng xương sao cũng hỏi nhỏ bắt thuốc có không nhiều quá bác sĩ này 30-40 ngàn chị nhân viên sao mà bệnh viện đó mà không có cái thuốc dưỡng xương xương đó rồi sao mình ra trạm y tế này sao có được đó vậy vô không chắc gửi thành phố à. Chắc chị có tính đi không chị? Giờ để chị kêu ông đã ôm coi đi qua bệnh viện Tâm 20 ha, đi Sài Gòn thì còn phải có thêm người nữa chứ mình chỉ đi dọc đường của nó xỉu không được. Kiểu không ăn không uống thì đi lên tỉnh cái nó tử máu cái xỉu à. Chị xe ông đa không ăn không uống chị đi được. Người xe đò không ăn uống chị xỉu lên xíu xuống. Phải ăn cho no mà đi được. Có người cháu nào đi với chị mới. Giờ chị thấy không có một đứa nào từng chị tử máu à, mày ơi nhịn đói không à. Không ăn không uống nữa. Mỗi lần nằm lên đứt mấy năm mà chị đứng lên nó đau. Sao thì máu là không có ăn uống gì đó. Từ nào chị cũng có. Rồi mình thử máu rồi gì mình ăn gì ăn. Chuyên môn vậy á. Không biết sợ không khỏi. Sáng cái uống một viên mấy cây uống một viên có dọc ba chuồng. Có té gì không chị? Không, không có té. Dạ. Không lẽ hồi đó chị đi mừng mướn rồi mà mấy tuổi thì mừng mướn giáp thức ăn á. Cái nó nặng nó còn. Rồi chị giáp thức ăn luôn hả? Trời ơi, giáp hồi đó 2 bao mình 15 tuổi, 17 tuổi á. Ngồi đi chị. Chị đi Đồng Tháp nữa Hiền Thị. Dạ. Giác bao 50kg lúa đi theo thùng phóng người ta đó. Giờ cái lớn tuổi rồi nó yếu tới vậy. Chị tị hai đầu gối bệnh hết tị rồi. Sáng cái một viên này uống hồi một hồi nha, sáng uống sớm. Rồi cái gọi cái 30 uống cái hồ uống một viên này 30 phút trước khi ăn. Uống 30 phút mới ăn được. Viên thuốc này nè, uống 30 phút mới ăn được. Uống rồi cái 30 đợi chờ nửa 30 phút. Uống còn mới đi ăn cơm gọi mới uống 4 cái thứ thuốc này vô. Cái thứ thứ gì uống thuốc ăn này vô. Sáng một viên chịu một viên nè. Để vậy nè. Sáng viên chịu viên là 2 lần. 2 viên. Còn cái thuốc này nó cũng mất. Không có đứa nào mượn đi theo á. Đây chị Tư chị Bảy sống gì mà phải có nhờ có thuốc. Phải nhờ không, thuốc. Không có thuốc chị chết. Đi nhờ thuốc không. Nhờ đây nhờ Hiền Thủy giúp đỡ lo cũng mang ơn dữ lắm, nhờ cái cô mấy chú ngoài nước ngoài mang ơn dữ lắm, mang ơn nhờ về mới có biết nói như... sao giờ biết nói giờ sao nhờ về mới đi có mấy có tiền đi trị bệnh nha. Này là thuốc nó xuống chưa chị? Vô khui chị Bãi hiện ngày làm có 15-20 ngàn được ký gạo. Hôm qua chị bệnh chị không có tiền để bán ngay, chị không vừa qua bên bển á, cái không có nhỏ chủ nhà cái mấy nhỏ bó chổi á, nó thôi giờ tối thì tao không thấy được qua lộ tao mua thuốc điều từ bay bó chổi có tao cho tao mượn đỡ đi, hội nhỏ chủ vô nó tao tiền có 2 ký chứ tao không có gì nhà tao đem tiền nói bà đợi đến chút đi, nó à, tối tao không thấy được tao qua lộ cho tao mượn đỡ ngồi mày vô mày lấy tiền của chủ á. Trời ơi nghèo thấy cũng khổ nữa, nó không cho mượn nha, không có nhiều đó.
Ai chổi rồi làm nha, có bỏ tiền vô túi 20 ngàn à. Mỗi chỗ tiền thuốc tây thì mình mua thiếu. Cái hôm qua gì tối hôm ngủ không được, buồn hết chứ. Cái sáng đi sắp chuối đến giờ luôn, không có nằm mà cũng chớp mắt. 3 giờ chưa ngủ thì sáng 4 giờ dậy. Theo mấy tháng nay mà chị không có sắp chuối là chị có làm gì vậy? Chị người ta mướn làm cỏ vườn vòng vòng đó. Chị xin lá dừa chuốt, ta cho lá chuối được, bán cũng 5 ngàn ký. Chục cái lá chuối cũng được 50 ngàn, ở xây sở đủ thứ tên thì lá chuối thì tháng này mới có lại nước ngọt hả? Có người ta đóng chuối, người ta bỏ chuối cho chị gốc. Ngày mai đâm chuối nó có cho chị. Vài bữa nữa cái người ta bước lụng dừa. Lụng dừa 1 tâm dừa nãy cũng chết luôn, mà có 30 ngàn à. 3 tâm dừa có 90 ngàn chứ nhiêu. Dạ, thì cũng chào ông bà, cô chú anh chị ạ. Cảm cái hộ này ha là của anh Nghiệp Chị Dung. Nghiệp Chị Dung hả? Hôm qua bữa mà chị Tư té đó, hư điện thoại á, thì có gửi về cho thì nữa là 4 triệu mua cái điện thoại cho hai chị. Đó, hồi nãy em lên đài mua cái điện thoại này là chữ bự lắm nha. Anh Nghiệp Chị Dung. Dạ, Nghiệp Chị Dung bên Mỹ. Cảm ơn Nghiệp Chị Dung bên Mỹ. Dạ. Anh Nghiệp Chị Dung. Vậy bây giờ sim không còn thì mua sim khác. Dạ. Chứng tiệm chứ chị đâu biết. Nó nhiều ha, chữ bự lắm. Giờ nó chưa có điện đây có sim nữa, nó điện sim chưa có. Nhìn thấy rõ đó. Ha. Ừ, rồi. Ha. Ừ. Chẳng như 3 giờ 18 phút nè. 18 phút rồi. Thấy rõ ha. Dạ. Vậy nó mình nhờ vậy đi chị. Ai nào chị mua sim á thì lại điện thoại kia nó gắn cho chị là xài à. Chứ nó đó. Ha. Rồi đây là sạc. Đây, sạc. Chưa biết xài không? Chưa biết rồi. Mở này ra thì chui cho làm sạc thôi. Chưa biết rồi, tôi xài chui. Chưa biết. Đây, đây, đây. Nè, rồi xin cho. Ừ. Thôi, vì nào gắn xem được thì xem cũ kia chắc chắn được, cũ kia nó tiếc nhất. Tại lấy đâu nó hư được, không ra được. Đúng rồi, thôi, 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 dân thằng Châu xưa mở cửa, chừng nào không gửi chứ kêu giờ làm chim. Có người nào nó quen, dễ làm lắm, ừ. Này người ta không lấy tiền đâu. Ờ đúng rồi, thằng Châu quen. Chị mấy cô mãi gửi cho. À qua nữa đưa chị thấy số không? Thấy bự lắm, thấy. Có điện thoại, cái xe số ngoài rồi, số ngoài rồi, số bấm á. Thấy rồi hả? Thấy. Thấy ở cái đây chưa? Không, cái số bấm nè, mở từ 1 tới 9 nè. 1 tới 9 thì biết đây nè. Rồi rồi. Chị cũng vậy, không biết cái chị kêu một cháu. Cháu nói chị, nó dạy chị, nó kêu bà làm đó, làm sao làm cho được thôi á. Chị Dung Anh Nghiệp thấy hai chị cũng thương rồi, thấy điện thoại anh chị á bị hư rồi, chị muốn là mua điện thoại cho chị. Điện thoại mình là 60-60 ngàn á chị. Dạ, 60 ngàn. Dạ, 60 ngàn, mua cái di động ở bên Giác á, là món cây bát á. Đây, chị cảm ơn dữ lắm. Em biết sao nữa. Nghe chị Dung nhờ chú mua cái điện thoại. Đây, 4 triệu hay 660 ngàn. À, là 40 là 700 ngàn nè. Chúng ta xong đó là 1 triệu. 1 triệu là 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Đây là tiền của chị Dung Anh Nghiệp. Chị Dung lại. Cảm ơn. Cảm ơn chị Dương Minh Nghiệp. Còn cái này là 200 đô Úc của chị Úc ở bên Úc luôn. Dạ, là 1 triệu 100 đô là 1 triệu 6, 10 ngàn. 200 đô là 3 triệu 220 ngàn. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 220 ngàn. Chị cảm ơn chị Úc Bình Mỹ. Mình Úc. Chị Úc Bình Úc. Cảm ơn chị Úc Bình Úc. Chị Dung với chị Dung. Dạ, dạ, dạ. Có tiền rồi thì chị thích một phần nào của nó. Chị hát mình bệnh đi. Dạ. Rồi chị cấm quát xong rồi. Xong rồi thì mua sữa cho chị Lấy của Tư, mốt thằng Tư. Nếu mà có đổi sữa nào mà rẻ hơn xíu thì tốt, mà nó chiên gì trị bên xương chị á. Chị trị bên xương á. Ờ, có thể là em nghĩ để như phải không nha. Thế giờ bà lựa cái loại thuốc sữa nào mà vừa đổ mà đổ xương á, đổ xương á. Tại cái hàng này theo thiền thiết nghĩ không phải ở Việt Nam mà sản xuất, cho nên nó mắc. Ừ. Dạ. Thế nên người ta mua dùng á, chứ người ta mua bán lại mắc nữa thì nó vậy nè. Chị chia bên á. Ê, chị cũng được.
Ngày có chưa được 20 ngàn, một hộp 1.3 mới không dám uống. Không có nhờ, không có nhờ nhờ mấy chị anh chị xin lỗi nhờ mấy chị mua gì dạo mua chứ. Chị mặn cô vô phương. Khi nào dám mua? Bây giờ gì cũng gắn. Ngày có 10 ngàn sáng giờ. Xin thay mặt chị Tư, chị Bảy cảm ơn anh chị Dung, cảm ơn chị Út đã giúp đỡ cho hai chị đi mua thuốc và trị bệnh. Ngay trong lúc này là hai chị đang rất cần tiền luôn, nhưng ngày hôm qua chị Bảy nói hỏi tiền thì còn có 20 ngàn mà sao không cho nữa. Nghe nao lòng cho hai chị, em là thật cảm ơn anh. Này mình cũng cảm ơn chị Dung với anh gì Thủy, anh nghiệp ở bên Mỹ, chị Út có bên Úc, cảm ơn nhiều dữ lắm, nhiều hai chị em cảm ơn. Có số tiền cái mình đi thành phố mình đi thăm bệnh tổng quát, chứ giờ nó đau mấy mình này quá định biết sao. Dạ thôi tụi em đến thăm hai chị vậy thôi, giờ nha chị, em xếp tụi em về. Cảm ơn hai em, chào mấy anh mấy